MiG-35 chiếm ưu thế trước F-22 và F-35. Quý vị và các bạn thân mến, tập đoàn MiG đang đặt niềm tin lớn vào tiềm năng xuất khẩu của loại máy tiêm kích thế hệ 42 MiG-35. Đây là loại máy bay được tạo ra trên nền tảng của máy bay MiG-29. Thông tin này được tờ Ekonomika Segodnya tiết lộ. Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Sản xuất Máy bay MiG, ông Ilya Tarasenko cho rằng, chiếc máy bay tiêm kích mới MiG-35 sẽ được sớm trang bị cho các đơn vị thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Hiện tại, MiG đã sẵn sàng sản xuất số lượng lớn máy bay tiêm kích này và chúng sẽ thay thế toàn bộ số lượng MiG-29 hiện có. Tuy nhiên, ngoài các phiên bản nhằm hiện đại hóa cho quân đội của mình, Nga còn cung cấp một số phiên bản xuất khẩu của chúng cho các quốc gia khác. Hiện tại, các quốc gia ở Trung Đông, Đông Nam Á, Ấn Độ và một số quốc gia khác đặc biệt quan tâm đến MiG-35 và số lượng các hợp đồng đã ký khoảng hơn 100 chiếc. Trước đó, ông Ilya Tarasenko cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm cần thiết đối với máy bay tiêm kích đa năng MiG-35 thuộc thế hệ 42+ sẽ hoàn thành vào năm 2019. Hợp đồng cung cấp chúng cho quân đội được ký kết vào 22 tháng 8 vừa qua trong khuôn khổ diễn đàn Army 2018. Ông Tarasenko nói, tất cả mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Từ khía cạnh của nhà sản xuất, chúng tôi đã đi trước lịch trình này. Máy bay tiêm kích đa năng mới nhất MiG-35 là phiên bản tiếp theo của dòng máy bay MiG-29K-KUB và MiG-29M-M2. Chúng đã được giới thiệu tại cuộc triển lãm quốc tế vào tháng 1 2017. Chuyên gia quân sự của tạp chí Kho Vũ khí của Dân tộc, ông Alexei Leonkov trong cuộc phỏng vấn với tờ Ekonomika Segodnya đã nói rằng MiG-35 là một dự án đầy hứa hẹn. Đây là loại vũ khí rất tuyệt và là loại vũ khí cần thiết để trang bị cho lực lượng VKS và xuất khẩu. Các chuyên gia tin rằng máy bay tiêm kích MiG-35 có khả năng cạnh tranh cao, ví dụ như hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh chính của MiG-35, đó là Dassault Rafale. Máy bay tiêm kích của Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc đua này vì chúng có nhiều tính năng vượt trội hơn tiêm kích của Pháp. MiG-35 có khả năng cơ động cao hơn, có kho vũ khí nhiều hơn và giá thành rẻ hơn. Theo ông Leonkov, MiG-35 được tạo ra để thống trị trên bầu trời với các đặc điểm kỹ thuật, hệ thống điện tử, thiết bị tác chiến điện tử và kho vũ khí của chúng cho phép MiG-35 đủ khả năng cạnh tranh với bất kỳ loại đối thủ nào, bao gồm cả F-22 và F-35. Cũng giống như các loại vũ khí trang bị khác của Nga, MiG-35 sẽ trở thành một trong những loại vũ khí thu hút sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới và trở thành một phần không thể thiếu trong VKS Nga. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.